Như anh em cũng đã biết là con chim cu dốc này thì hôm lọ mình cũng vừa thả ra vi. Tuy nhiên là bây giờ nó lại ở trong này thì anh em biết là một cái nguyên nhân gì không? Đó là đây là một loài chim ấy, thực chất nó rất là hiền lành thôi. Tuy nhiên là đây này, nếu mà có loài chim nào đứng cạnh nó thì nó sẽ ngay lập tức nó cắn nhài ngay. Cắn nhài ngay. Và thực ra nó cắn nhài nó không phải là nó là con chim săn đâu, mà nó cái bản năng của nó là nó không thích những con nào đứng cạnh. Đấy, nhưng mà cái mỏ nó anh em biết không, cực kỳ to và sắc nhọn. Vậy nên là mình để ý là mấy con chim đứng cạnh nó ấy, thì đều bị nó mổ. Và anh em biết cái lực cắn với cả cái mà mỏ nó cắp thì anh em biết nhào đấy, cái ngón tay của mình đây nó cắp gọn luôn anh em nhá. Mỏ nó cực to và sắc, vậy nên là bây giờ mình đã phải là tách nó ra như này đấy, rất là nguy hiểm luôn. Tách nó ra nhà thì để cho nó ở riêng thôi, chứ còn không cho nó ở chung với các con chim khác nữa. Mặc dù là cái màu sắc của nó ấy, thì mình thấy nó cực kỳ đẹp rồi. Đấy nha anh em nhá. Đấy, bạn bướng không? Cái mỏ nó cực to, cái hàm nó cực to, mỏ cực to luôn. Đấy, cho nên là mình mới phải tách ra như này, không thì thả vì nó sẽ rất đẹp. Ok, mình cũng vừa dọn dẹp xong toàn bộ cả khu vực chuồng nuôi cũng như là mọi thứ để cho chim nó tắm táp, thay nước các thứ để cho nó sạch anh em nhá. Ok, hôm nay là một ngày mà thực sự rất là hiếm hoi mình ở nhà. Ok, và xin chào anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nhá. Thực sự là sáng hôm nay thì mình cũng đã dọn dẹp gần như là toàn bộ cái khu vực chuồng nuôi chim cảnh AV. Đấy. Thì mấy hôm trước mình cũng tương đối là bận, đã không quay được cho anh em về những gà tre Bắc của nhà mình. Thực sự là đối với những con gà ấy, thì mình rất muốn quay nhiều cho anh em. Tuy nhiên là chính sách của YouTube họ đã ngăn cấm và họ cũng đã hạn chế dần nhiều. Vậy nên là mình cũng chỉ quay được qua để cho anh em xem thôi nhá. Đấy, thì ok, đây là khu vực chuồng gà tre Bắc của nhà mình. Hiện nay thì đây, mấy con nó đang đẻ đây này. Mấy con nó đang tranh nhau đẻ đây này. Đây này, 3-4 con một ổ luôn anh em nhá, 3-4 con một ổ luôn. Cái này thì tí mình sẽ phải chỉnh sửa với cả cũng phải bố trí lại, chứ còn để tình hình này là rất là nguy hiểm. Còn đây chính là con chống đúc của nhà mình. Đây anh em nhá, đây chính là con chống đúc của nhà mình. Nó có cái kích cỡ và cái phần lông ấy rất là màu sắc nổi bật này. Màu sắc rất là nổi bật cũng như là cái kích cỡ nhỏ thôi. Đấy, bây giờ thì đang ra lông đuôi và nhìn nó rất đẹp. Ok, đi lần lượt nha anh em nhá. Đi lần lượt những cái dãy chuồng này thì hiện nay nhà mình lại có một đàn gà rồi chuẩn bị nở đây. Lại có một đàn gà chuẩn bị nở. Đây. Đấy, có mấy con nở rồi và con này nở từ hôm qua này. Thì lông nó đã khô và trông khỏe mạnh rồi. Nó còn mấy quả nữa nó vẫn đang trong tình trạng là mở mỏ anh em nhá, mở mỏ. Vậy nên là cứ để đây. Đấy, cho con gà này ủ lốt ngày hôm nay thì mai mình sẽ bắt đầu xuống ổ. Mai mình sẽ bắt đầu xuống ổ. Đây. Ở bên này là những con gà tre cho choi của nhà mình. Đấy, bé nhài thôi nhá, là chúng nó đã biết gáy anh em nhá. Bé nhài thôi nhưng mà con nào mặt đỏ, mặt trông rất là dữ kia thì nó cũng đã đều là biết gáy hết rồi. Đấy, còn mái thì cũng đã bắt đầu phủ hết cả lông. Phủ hết lông. Ok, đây còn tiếp tục nhá. Đến bên này. Bên này của nhà mình thì có những cái con gà nó, đàn gà nó nhỏ thôi. Đây này. Đàn này của nhà mình thì còn có 3 con. Đấy, anh em bắt hết rồi. Đấy, đàn này còn có 3 con này. Đàn này mới nở cỡ khoảng tầm 2 tuần anh em nhá. Đàn này nở cỡ tầm 2 tuần. Đấy, nhưng mà được có 4 quả thôi. 4 quả thôi. Đấy, thời gian vừa rồi thực sự là cũng không đậu nhiều bởi vì thời tiết nóng này. Cũng như con gà trống nhà mình nó ốm, vậy nên là không đúc được nhiều. Đây tiếp tục. Sang bên này. Đấy, đàn này của nhà mình thì nở từ thời gian trước. Cũng cỡ khoảng tầm 2 tháng rồi. Và con đấy rất là khỏe mạnh và lông lá bắt đầu ra rất đẹp rồi. Và đàn này có duy nhất một con gà trắng anh em nhé. Một gà trắng siêu đẹp luôn. Gà đấy mình tính là giữ lại để nuôi. Kể cả mấy con gà này nữa cũng để lại nuôi hết anh em nhé. Đó. Ok, đây chính là cái khu vực chuồng nuôi gà của nhà mình. Và đây thì mình không biết đã giới thiệu cho anh em chưa. Và đây thì mình cũng đã, trước mình đã giới thiệu cho anh em rồi về cái cống tự động này để cho gà uống nước anh em nhé. Lúc nào trong tình trạng là có nước để cho gà uống như này sẽ là rất yên tâm. Nhưng mà để lâu ngày thì nó đang mọc rêu này. Đang mọc rêu thì tí mình sẽ đổ đi. Mình sẽ đổ bớt đi. Đổ cái rêu đi. Đây đây, bình nước này nha anh em nhé. Uống gần như là không bao giờ hết. Uống gần như không bao giờ hết luôn. Đấy. Và cứ hết
cứ hết thì mình lại đổ vào, và hết thì nó lại đổ từ trong ngoài ra. Đây đổ này, từ trong ngoài ra. Đấy, rất là đơn giản thôi. Đấy. Ôi dồi. Cái này chốc là có khi là mình phải dốc hẳn ra anh em ạ, dốc hẳn ra được, chứ còn để nhà này không được. Đây. Cái tính năng của nó chính là cứ dốc xuống nhà này thì là nước có ra anh em nhá, thì là nước có ra. Đấy. Ok. Chút nữa thì mình sẽ rửa. Sau bây giờ đang giới thiệu cho anh em. Đây gà này. Đây nhá, mình đi sang bên này. Bên này thì là cái khu nuôi gà tre lai của nhà mình. Tuy nhiên là mình cũng đã vừa thiết kế được những cái chuồng gà tre Bắc ở trong này. Đấy, thiết kế những chuồng gà tre Bắc để tách những gà tre Bắc cho choi cho anh em nhá. Đây này. Như những con mà ọi gáy như này rồi thì mình phải tách ra để cho nó có thể phát triển, cũng như là cho nó căng nhất. Đấy, những chiến binh, không phải những chiến binh, và những hoa hậu người mẫu. Đây, có con này màu cờ rất là đẹp này. Đó. Quay cho anh em xem con này. Màu nó hơi khác một chút, tuy nhiên là nó cũng có cái nét đẹp riêng. Nhưng mà bây giờ nó đang hơi nhát anh em nhá. Hơi nhát một chút bởi vì là nó đang ra phải lông người, lông máu, vậy nên là nó đang hơi bị nhát một chút thôi. Đấy. Ở đây. Các con gà màu nó siêu đẹp và màu nó rực rỡ anh em nhá. Màu nó sáng và rất là rực rỡ. Ok, đấy, giới thiệu qua cho anh em như vậy. Còn đây chính là những con gà tre lai. Mấy con này thôi, mấy con này mình để ăn trứng thôi anh em nhá, chứ còn mình cũng không có nuôi hoặc đúc nữa. Ok. Chú có cái lót đế lồng tròn không chú? Không, cái lót đế lồng, cái giấy. Cái này là của nó size nhiều chú nhỉ? Cháu có cái size mà nó hơn cái găng tay một chút thôi. Hơn găng tay một chút. Vâng, vâng. Yến à? Vâng, vâng. Lông yến thì. Vâng, vâng. Có hai loại thôi, loại có nhiều không? Dạ. Nó hơn như này xong rồi nó chỉ hơn một tí nhảy thôi. Nó là cái lông này. Đâu? Đây. Nó hai lông này. Hai lồng này thì lồng nó này khá năng bằng cái lồng này này. Vâng, vâng. Nó giá nhiều chứ nhỉ? 200.000 một cân à? 25.000 một cân. Một cân của nó là được khoảng bao nhiêu tớ? Đây, cái tên này của nó đang nói như này. Tập này của nó 2 cân. Đây này, 1 cân khoảng này. 2 cân là... Đây, một tệp đấy là 2 cân. Một tệp là 2 cân à? Vâng, thế cho cháu... Một tệp bài 2 cân là 25.000 một cân. Ờ, 50.000 một tệp bài. Thế thì cháu một tệp bài luôn đi. Ừ. Nếu mà nó không vừa thì cháu lại mang ra đổi nhá. Vâng. Vâng, vâng. À bây giờ vào trong này chú có AV à? À đấy, tránh chuột thôi đúng không? Vâng, vâng. Thế con lấy luôn tệp nhé. Vâng, cho cháu một tệp. Vâng. Giờ vừa không vừa cho lại đổi. Không, đợi cháu vẫn nuôi nhưng mà ít thôi. Tại vì thực sự là nó cũng bận quá thời gian. Vâng, vâng. Trong này gáy hả chú? Gáy đẻ. À, gáy đẻ trong này. Đây, chú nuôi toàn màu nhỉ? Với cả như bây giờ lồng cũng ít hơn rồi sao ấy? Trước nhiều lồng hơn. Trước nhiều lồng hơn nhưng mà từ này đang hiếm lồng. Vâng. Đấy, tiện thì quay anh em xem luôn. Ở đây là những con trào màu anh em nhá. Ở đây đa phần bán toàn trào màu thôi. Còn trước thì mình hay mua sầu ở đây. Sau đấy là một thời gian là mình có ông anh quen rồi ấy, thì mình không mua đây nữa. Đấy. Đấy, đa phần trào màu nhiều. Đây. Trên này có một con chuỗi đất này. Một con chuỗi đất này. Bên này là khuyên. Còn mấy con này là sơn ca anh em nhá. Bên này là sơn ca. Đây, con sơn ca đấy. Đây là cũng ở đường Thạch Bàn thôi anh em nhá. Ở đây là cũng là đường Thạch Bàn thôi, ngay gần nhà mình. Đấy, thì ở đây toàn đa phần đều trào màu hết. Những trào màu gọi là cái bóng bộ đẹp các thứ là cũng được tách đây rồi. Đây một con chim hút mật này.
Ok, mình đi mua cái tập giấy để lót ở dưới này cho trà mào mà anh em. À, để cho con chim chuẩn nước đuôi đỏ anh em ạ. Chuẩn nước đuôi đỏ về cho nó sạch với cả dễ. Đấy, ok, bây giờ mình lấy luôn. Cho cháu chuyển khoản nhá. Vâng, 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 vâng. Ok, 50.000 mà được cái đống này thực sự là dùng nhòe luôn anh em ạ. Mình sẽ dùng cho mấy lồng luôn. Đấy, xem nào. Chắc chắn là vừa thôi. Mình đo bằng găng tay là chuẩn rồi. Đấy. Vừa nhà là quá ngon, dùng tiện lợi mà cũng như là ở cái đế này của nhà mình này thực chất thì nó cũng đã có một cái lớp dán lên rồi, không ảnh hưởng gì đến gỗ cả. Tuy nhiên là để mà cho nó sạch sẽ cũng như là để cho nó bền lâu ấy thì vẫn phải sử dụng cái này anh em nhá. Vẫn phải sử dụng cái này. Mua 50 mà được từng này thì chắc mình nghĩ dùng cả năm. Cả năm luôn, tại vì tuần mình mới dùng, à mình mới thay một lần thôi. Đấy, tuần mình thay một lần. Ok, bây giờ thì thử cho vào luôn nhá, xem thế nào. Đây. Hơi bé một chút anh em ạ, hơi bé một chút, tuy nhiên là chắc là cái size nó chỉ có thế thôi. Bé này không ảnh hưởng gì nhiều nha. Thì nó thải ở trong đoạn như này thôi. Trong đoạn này thì thực chất là cái này gần như là ôm trọn cả rồi anh em nhá, gần chết, thực chất là cũng ôm trọn nó rồi. Đây, hai này của nhà mình thì nó cũng vừa tắm xong rồi này. Bây giờ thì mình sẽ cho ra lồng anh em nhá. Rất là bướng nhá, mình toàn phải bắt bằng tay ra, kỳ bướng luôn, rất là cố chấp, người ta gọi đây là cố chấp anh em ạ. Bắt đầu đang thay lông này, người bắt đầu đang có một cái mấy cái sợi lông màu xám ghi rồi, rất là đẹp, cố chấp thật sự. Đừng tao phải bắt nhá. Bắt nó thì cũng rất là lành thôi anh em ạ. Bắt nó cũng rất là lành, nó bắt đầu ra đuôi này. Đuôi đỏ này. Mọi người thấy chưa? Đuôi đỏ. Ok, cho vào nhé. Ok anh em, mình cứ ngỡ là cái đàn này, cái ổ này của nhà mình ấy, thì là năm nay nó là cái lứa cuối cùng rồi. Tuy nhiên là mình cũng vừa cho ăn xong. Đơn mái thì đang ở trên ổ anh em nhá. Trên ổ, và lần này không biết được mấy con. May mắn là lần trước, mấy hôm trước thì mình cũng nhìn ra được ở dưới này là có vỏ trứng mọi người ạ. Có vỏ trứng, vậy nên là mình phát hiện ra. Đấy, không thì cũng không biết là cái đôi này có đẻ hay không. Bởi vì là mình nghĩ là năm nay nó sẽ tịt rồi. Đấy, thì bây giờ quay anh em xem nè. Trên này có mấy con anh em nhá. Lần này chắc là mình sẽ tách ra mình nuôi riêng, chứ không mình không để chung với nữa. Dạ.
Đấy, có máy ra đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cho máy quay vào nhá. Xin chịu đúng không anh? Ok anh. Đó, để xe đây anh em ngồi uống nước tí cho mát. Ok, anh lấy nhá. Ok anh em, đây chính là cái hộp chim hôm nay một số loài chim mình mang về anh em nhá. Mang về nhà ông anh mình để thả cho ông ấy. Đấy thì chắc chắn là xem là những cái loài chim này anh em có biết là loài chim nào nhá, và nó sẽ như thế nào. Em bà bây giờ thì mình sẽ qua luôn nhá. Đấy, hôm nay thì thời tiết nó cũng mát mẻ hơn một chút rồi. Con này của nó như cũng đang đổi lông hay sao nhỉ? Trông lông bắt đầu đang đổi lông, sơ sơ. Đấy, ăn bột phát là há mồm ngay. Trong này có sữa không anh? Hay là chỉ có cái nguyên liệu của nó xong rồi pha ra thôi, trộn lên là xong. Ông xanh ông đòi này. Ông này ông xuống ăn thì sao đây? Ôi giời. Cái ông này ông háo. Con xanh này có vẻ là con cứng nhất. Đấy, thế là ngày phải cho ăn 2 lần như này.
ốm ốm này là sẽ phải cho ăn 2 lần anh em nhé. Cái bọn này ở cái mỏ dưới nó như là cái kiểu là cái bát đựng nhỉ. Đúng rồi. Cho nên là mình cho ăn như thế nó dễ, nó không bị phun ra nhiều. Mỗi con này là được khoảng 1 xi lanh không anh? Hơn 1 xi lanh cơ à? Khoảng non bên thương chắc phải được hải gần 2 cả. Uầy, thì chứng tỏ ăn nhiều ghê chứ. Khoảng 80. Nó có cái định lượng gam của nó. Ừ. 80 à? 80 là nhân đôi lên đúng không? Cái này là 40. Nhiều nhất là 50. Ừ, 50. Đấy. Hai con này nó lành ngoan. Nhưng mà những con Scarlet nó vẫn ốm hơn đúng không? Ừ. Lông nó vẫn có vẻ hơi xù. Tình nhiên là nó ốm. Ừ. Trong này có pha kiểu như là thêm thuốc bổ vào không anh? Thuốc hay là nó cháu cũng hơi. À nó riêng à? Ừ. À. Thế mấy hôm trước bọn này có phải tiêm không hay là chỉ cần cho uống thôi? Mấy hôm nay phải tiêm. Được tự khi uống cái đợt mang là tự kiếm rồi. Ừ. Ok anh em, hôm nay mình sẽ tiếp tục thả những con chim mà mình đã đặt trên nhà em Tuấn Phú Thọ anh em nhé. Tuần này vào thì cảm thấy là những con chim nó thuần hơn rất nhiều rồi. Nó thuần hơn rất nhiều rồi. Đây nhá, những cái trường hợp ví dụ như là mình đứng đây. Mình đứng đây thì chúng nó vẫn đang ở dưới này rất nhiều này. Ví dụ như là con đây, mấy con thanh tước này, mấy con hỏa tiễn này ở dưới đấy, mọi người thấy chưa? Bắt đầu nó xuống ăn cám các thứ rồi. Nói chung là bây giờ đến tuần này là thấy ok hơn sau 2 tuần thả. Đấy, thấy hoàn toàn là ổn mọi người nhá, thấy hoàn toàn là ổn. Đây này, mấy con chim thanh tước thực sự là rất là ok đấy. Hỏa tiễn nữa. Đó. Nhất là mấy con chim quế lâm nữa, cũng là những con chim rất đẹp. Đấy, nó ăn nó quả đấy. Đây. Đấy, mình nếu mà mình để những cái quả cắm ở cái vị trí đấy thì chim nó ăn rất là dễ. Và cũng như là nó có thể dễ dàng nhìn thấy anh em nhá. Có thể dễ dàng nhìn thấy. Đấy, nhìn rất là ok luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thả những con chim này ra luôn nha anh em nhá. Mình sẽ thả ra luôn bởi vì là nó cũng ở trong này khá lâu rồi. Trong này khá lâu rồi. Để mình xem nào. Bên này thì phải. Bên này. Đây, ở đây trước nha anh em nhá. Đây, mình sẽ mở cái này trước. Đây là loại gì nè? Dạ vâng. Chút rồi em bỏ. À bên này cơ. Chút nữa thì mình cũng sẽ cho ăn sâu ăn dế trong này luôn nhá. Để cho anh em xem nó thuần đến mức độ nào. À, ok. À, trước tiên đây đó chính là những con chim hoét lửa. Con hoét lửa anh em nhá. Đây. Những con chim hoét lửa đang thay lông. Đấy. Có màu lông cam rất là đẹp luôn. Và nhìn khá là giống xe lửa. Cho nên là người ta gọi là hoét lửa. Đấy, màu lông cam này. Nhưng mà hiện tại đang thay lông hơi xấu một chút anh em ạ. Hơi xấu một chút. Mình sẽ thả ra nhé. Đấy. Cái dòng này nó hay đi bộ ở phía dưới nha anh em nhá. Nó hay đi bộ ở phía dưới. Kìa kìa. Nó đi còn nhiều hơn cả những con sáo luôn. Đây này.
đó. Đấy là chim hoen lửa nha. Đấy, thường nó hay đi bộ nhài, vậy nên là đây là cũng là một cái dòng rất là hay và thú vị để mình có thể thả trong AV. Ok, tiếp tục nha. Tiếp tục xem là mình hôm nay mình đặt là một mấy con thanh tước này, quét lửa này. Thì như là cả ngũ sắc nữa thì phải. Mình nhớ mình có đặt ngũ sắc. 5 con ngũ sắc. Đây cũng là một con phát lửa. Đây, con này lông đẹp hơn anh em ạ. Đây nha anh em nhá. Đây chính là chú chim phát lửa. Quay lông lá đẹp hơn rất nhiều. Ở trên phần lưng ấy thì nó có màu xanh đá. Còn ở trên ngực ấy thì nó là màu đỏ. Màu cam. Màu cam anh em nhá, màu cam. Đây. Một cái màu lông cực đẹp và thường hay đi bộ ở dưới. Đây, mình sẽ thả ra ngay. Đấy. Đẹp không? Wow. Đúng siêu đẹp luôn. Đấy, em nhìn chưa? Phát lửa này. Nhìn nó cực to bộ đẹp luôn ấy. Mà nhìn nó giống cái cỡ nó phải to ngang chim họa mi. To ngang chim họa mi. Còn đây con chòe lửa. Con chòe lửa này. Đấy. Đứng phết nhỉ, con này đứng phết, nuôi nó khá lâu rồi. Nói chung là cậu em mình chọn là những con nó nuôi lâu rồi, cặp cứng rồi thì mình sẽ bắt về nha anh em nhá. Nuôi lâu cặp cứng rồi mình sẽ bắt về. Nó đứng đẹp chưa? Wow. Đứng nhìn đẹp thật sự. À đây nó bay lên rồi, bay đi rồi. Ok, tiếp tục là những con gì xem nào. À, đây là con thanh tước bụng vàng em nhá. Thanh tước bụng vàng đang thay lông. Đây. Thanh tước bụng vàng hay còn gọi là thanh tước Trung Quốc. Cái bầu lông nó đây. Đấy, màu vàng ở ngực nhưng mà màu xanh ở trên. Và nhưng con này đang thay lông, cho nên là lông hơi xấu một chút. Mà nếu mà thả thời gian ở trong AV thì nó cũng sẽ đẹp hơn em nhá. Cho ra luôn này. Ok, nó bay vào lùm kia rồi. Bay vào trong lùm kia rồi. Ở đây có một cái điểm là cái chỗ dây này có cái chỗ phơi nắng rất là hay này. Chim nó hay phơi nắng chỗ này. Đó, con chào màu kìa, anh em nhìn chưa? Điểm này khá là hay luôn. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục thả nhá. Thì như là không có ngũ sắc thì phải nhỉ? Đấy có vẻ hơi ít. Mình nhớ mình đặt cả ngũ sắc rồi. Đây. Đây là một con thanh tước này. Đây là con thanh tước Việt Nam anh em nhá. À, phần đầu ấy nó màu vàng, cổ họng màu xanh. Nó khá giống hỏa tiễn, nhưng mà hỏa tiễn thì thường là cái mặt màu đen xì cơ. Kia kìa. Anh em hiểu không? Mặt đen xì chứ không có màu như này. Đấy, thì bây giờ mình cũng đã phân biệt được rồi. Trước mình không phân biệt được hai loại này nhưng mà bây giờ cũng đã phân biệt được. Ok, hãy thả tiếp nha. Đây nha anh em nhá, đây sẽ là một cái lượng sâu dế nhỏ nhỏ. Mỗi buổi sáng thì sẽ cho ăn từng này thôi. Để cho nó có đủ chất cũng như là con nào nó đấy nó có thể là nó sẽ thuần người hơn anh em nhá, thuần người hơn. Đây. Mình dụ cái con thanh tước này. Thanh tước cái màu đẹp nhỉ. Hai con hỏa tiễn cũng rất là thuần anh em nhá, hai con hỏa tiễn đây. Vừa tuần trước mình mua về xong thì tuần này thấy nó cũng rất là thuần luôn. Đấy. Đây bây giờ mình sẽ cho vào đây nhá, mình sẽ cho vào cái khay này xem thế nào. Mình sẽ cho vào cái khay này để xem chúng nó có ăn xuống ăn không nhá. Đây. Mình sẽ cho hẳn dưới lại nhá, cho nó nhìn nó dễ. À, chòe đây. Chòe xuống này. Mình thích nhất là cho ăn kiểu như này. Đấy.
cho ăn thì sẽ cho ăn trộn vào với cả là cái cám luôn để cho nó có thể là biết được anh em nhá, biết được. Cái đĩa này có vẻ trông sáng sủa hơn này. Cho ra cái đĩa này. Đây, cho ra cái đĩa này nhá. Đĩa này nhìn nó sáng sủa hơn, dễ nhìn hơn. Đổ đĩa này sang đây. À. Đấy, mình sẽ để đây nhá. Đây nhìn cực kỳ rõ rồi. Ok, và mình sẽ đặt máy quay đấy nhá để cho anh em xem. Con nào dễ xuống. Có trời lửa là háu lắm rồi này. Cái xế này bình thường anh có đổ ra không hay là anh cứ để luôn ở trong hộp này? Để đấy. Vâng.